Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp nối những thành công trên thị trường xe máy, tập đoàn Kim vừa cho ra mắt sản phẩm mới thuộc dòng xe 50 phân khối với tên gọi Candy Hermosa 50. Candy Hermosa 50 là chiếc scooter đầu tiên được thiết kế hoàn toàn mới dành riêng cho giới học sinh Việt Nam, trong đó phần lớn hướng tới đối tượng là các bạn nữ sinh ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Mẫu xe dự kiến sẽ có mặt chính thức tại các đại lý của hãng vào tháng 7 năm 2019. Với thiết kế trang nhã, Candy Hermosa không chỉ thỏa mãn được nhu cầu thể hiện cá tính mà sản phẩm còn đảm bảo an toàn khi vận hành, đồng thời mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Tập đoàn Kimco được thành lập vào năm 1963 sau khi tách ra từ Honda. Hiện nay tập đoàn có trên 100 điểm sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là cơ sở sản xuất quan trọng nhất của Kimco trong khu vực Đông Nam Á.